Mấy to? Đây là cái sự việc nó là như này. Cháu mà không phải con người, cháu là cái con người bất dạy được bây giờ cả. Thì đúng là cái việc làm nô đề là cháu mới làm thôi. Đấy, cho nên là đến ngày mẹ là cháu có tội thì cháu nhận nhiều cái này đó. Cháu được gặp chú đây, cháu rất chi là vui mừng. Mà đổi lại với chú vẫn như thế thôi. Còn là cháu là có tội nhận. Đâu chẳng sao đến đây. Chứ còn cái việc khẩn lý mà để chú ảnh hưởng cái gì đấy là cháu phải xin lỗi chú. Suy nghĩ đồng cảm của cháu thôi. Thế bây giờ nguyện vọng cháu muốn nói với các chú cái gì? Vì con người của cháu là ngoài thật quý cơ. Chỉ việc ngoài xảy ra để nhiều người đã khác cả. Cháu muốn xin lỗi với chú thôi. Chứ còn cháu có tội đi là cháu phải chịu rồi. Rồi, được rồi. Tức là cháu nhận thấy cái hành vi của cháu vừa rồi là không đúng đúng không? Không đúng đúng không? Cứ bình tĩnh cháu cứ nói đi. Cháu rất chi tình cảm như đó. Cứ nói xong chú sẽ bọn chú sẽ cân nhắc những cái điều cháu nói. Là cho nó là cho nhi về mẹ cháu. Mẹ cho con với cháu luôn. Việc như này cháu mà đi thì mẹ nó rất buồn. Đấy cháu muốn nói thế thôi. Chưa gì cháu rất nghe. Giờ lỡ rồi lại biết nghĩ đến mẹ. Nghĩ dần đấy. Biết xây dựng cho gia đình mình. Đến lúc biết như này thì đúng rồi. Cái việc này xảy ra là nó quá đen với cháu. Nhưng mà lúc chiều nãy cháu nói với chú là vì cháu không có việc gì làm thì cháu mới nhận các đề đúng không? Vâng, thế lại cháu cũng như thế này, cháu là cái doanh thu của cháu cũng đủ cho hàng tháng cho cả gia đình tiêu. Nhưng mới đây là cháu cũng mới có ý định xây nhà cho mẹ ở. Thì là trong thời gian xây nhà cháu mới bắt đầu xây nhà được một tháng, thì là cháu có suy nghĩ làm cái suy nghĩ nhặt của mấy em mình cũng ăn rồi, mình kiếm thêm vài đồng thu nhập để mình xây vào cái nhà để đến lúc ngày mai làm người ở cháu rất vui. Thế thì cháu nhận thức về những cái việc cháu làm vừa qua thế này là cháu thấy sai. Sai đúng không? Vâng, chỉ là nghĩ đồng cảm quá, không nghĩ là làm như thế bị ảnh hưởng. Cháu đã nghe cái thì thấy người ta bình luận cũng không hay cái là cháu cũng kéo xuống luôn và rất chỉ là nhận luôn từ lúc đấy luôn. Về chú hỏi thật là cái thằng xe đạp điện gì nhỉ? MB. Vâng. MB nó hứa nó cho cháu cái gì? Nó có cái ý tưởng như thế với mình cũng đọc cái bài báo như vậy là cháu cũng định lấy xe đạp điện về cho mẹ cháu đi. Thế đến lúc cháu chưa nhận xe đạp điện thì cháu đăng lên nó bị xử lý như này là cháu cũng bực mình, cháu cũng bực mình với thằng đấy. Kiểu như nó xui dại mình, nó cho mình vào thế. Thế thì bây giờ chú hỏi một câu nữa nhá. Chú cháu cứ trả lời bên thoải mái. Thế bây giờ bạn gái cháu hôm qua chứng kiến cái việc mà cháu chơi ngựa như thế đúng không? Thế bạn gái cháu bảo thế nào? Lúc nào thì cũng nói mà chồng chẳng bao giờ chơi cả, nhưng mà hôm nay rất buồn cho chồng chơi một hôm, vợ đừng nói gì cả, không chồng chơi không được thoải mái, cháu chơi một lúc. Như trước đây vẫn chơi nhiều rồi đúng không? Ngày xưa cháu chơi nhiều, đến lúc về thì cháu anh em cháu không ai chơi cả thì là mình không chơi nữa. Rồi thôi bây giờ chú chỉ có lời khuyên như này nhá. Đã vào đây rồi thì phải hết sức là nghiêm túc phải không? Dạ vâng. Hết sức là trung thực đúng không? Đấy, thì sớm được về để cưới vợ nhé. Chứ không là cháu sẽ không có cơ hội về sớm để về cưới vợ đâu nhé. Bố mẹ ở nhà lại mong chờ đúng. Bây giờ là biết suy nghĩ rồi, như thế là ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến người này người khác đúng không? Mà mình lớn như thế này rồi lại để bố mẹ rất là buồn phải không? Rất là đông cạn nhé. Nhé. Dạ vâng. Thế được rồi, yên tâm nhé.